những vụ mất tích bí ẩn nhất Việt Nam phần 3. Đang ngồi xem TV ở nhà bác ruột, bé trai 5 tuổi bỗng bốc hơi không một dấu vết. Nạn nhân trong vụ mất tích lần này là cháu Hoàng, sinh năm 2006. Vì bố là tài xế đường dài, mẹ phải vào Nam đi làm thuê, nên đầu tháng 5 năm 2011, cháu được bố mẹ gửi cho gia đình họ hàng ở xã Hương Nha, huyện Tam Nông, Phú Thọ nhờ nuôi hộ. Trưa ngày 5 tháng 9, anh Thủy, bố cháu bé bất ngờ nhận được tin nhắn của chị Kiên, tức chị vợ anh, người đang nhận nuôi cháu Hoàng cho biết con trai anh đã mất tích. Theo đó, khoảng 6 giờ chiều ngày 4 tháng 9, anh Thình chồng chị Kiên lấy xe máy chở hai đứa con ruột sang nhà họ hàng gần đó để ăn tiệc. Một lúc sau, anh Thình quay về nhà có việc rồi lại đi tiếp. Khi anh Thình về, cháu Hoàng vẫn ngồi đó chăm chú xem tivi. Đến khoảng hơn 19 giờ tối, chị Kiên đi làm đồng về không thấy cháu Hoàng đâu, nên nghĩ là chồng đưa cả hai con và cháu Hoàng đi ăn tiệc, nên chị yên tâm ăn cơm cùng mẹ chồng. Cơm tối xong, đến khoảng 20 giờ tối, chưa thấy chồng đưa con và cháu về, chị tìm đến nhà họ hàng để gọi chồng về. Lúc này chị Kiên mới tá hỏa phát hiện cháu Hoàng đã biến mất, vội huy động cả nhà đi khắp nơi tìm Hoàng. Mãi tới trưa hôm sau, khi thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, chị Kiên mới quyết định gọi cho em rể để thông báo. Sau khi đăng tin tìm trẻ lạc lên báo, bố của Hoàng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi tìm đến nơi, cả hai vợ chồng thất vọng khi thấy đó không phải là con mình. Sau đúng một tháng kể từ lúc cháu Hoàng mất tích, thì một manh mối quan trọng bất ngờ được hé lộ. Ông Dũng, một người bác họ của cháu Hoàng, là cựu sĩ quan công an của tỉnh Phú Thọ, cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm. Sau khi tiến hành hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, ông nghi ngờ anh Thình chồng chị Kiên có vấn đề, bởi thời điểm một tiếng đồng hồ sau khi Thình đưa hai đứa con mình tới nhà người quen, rồi quay lại nhà, nói là đi mua xăng nhưng không có ai kiểm chứng. Ngoài ra, một chi tiết khác mà ông Dũng thu thập được từ một cháu bé nhà hàng xóm là vào lúc nhá nhem tối, có thấy một người phụ nữ đi xe đạp đến đón cháu Hoàng đi. Linh cảm thấy mình đã đi đúng hướng, ông Dũng yêu cầu người thân tích cực tác động khuyên nhủ Thình. Và kết quả thật bất ngờ, sáng ngày 5 tháng 10, Thình đã thừa nhận chính anh ta đã đồng ý để Tâm, một người em họ của Thình đang sống ở Hà Nội, đến nhà bắt cháu Hoàng bán cho nhà giàu. Chiều ngày 5 tháng 10 tại cơ quan công an, Thình khai nhận là trong quá trình nhận nuôi cháu Hoàng, anh ta bị tác động nhiều bởi những lời dị nghị của bà con hàng xóm về việc tự nhiên phải nuôi thằng cháu họ nên đã nảy sinh sự bực tức với Hoàng. Sau một lần gặp em họ là Tâm đang làm ở dưới Hà Nội, Thình có ngỏ lời nhờ Tâm hỏi giúp xem có ai muốn nhận con nuôi không để anh ta bán cháu Hoàng cho. Tâm đã gật đầu đồng ý và đến tối ngày 4 tháng 9, Thình đã ra khỏi nhà để tạo điều kiện cho Tâm đến bắt cháu Hoàng. Ngay trong tối ngày 5 tháng 10, Tâm bị triệu tập nhưng người này chỉ thừa nhận là trước đó Thình có đề cập với Tâm về chuyện nhờ tìm người nhận nuôi cháu Hoàng, nhưng Tâm yêu cầu phải được sự đồng ý của mẹ cháu và giấy chứng sinh thì mới cho làm con nuôi được. Nhưng Thình từ chối và mọi việc dừng lại ở đấy. Lúc này Thình lại quay sang khai rằng do bị ép bức quá nên mới khai bừa như vậy. Và rồi đối tượng thay đổi lời khai rằng tối đó chính mình đã quay lại nhà và đưa cháu Hoàng ra bến đò Hiền Quang, cách nhà hơn chục cây số, rồi đẩy cháu xuống sông Hồng. Nghe vậy, công an lập tức cử người đi dọc hai bên bờ sông Hồng để tìm tung tích cháu Hoàng, nhưng một thời gian dài vẫn không tìm thấy gì. Vì không đủ căn cứ để khởi tố đối với Thình, cảnh sát buộc phải thả anh ta về nhà. Thời gian đó, chị Nhường mẹ cháu Hoàng như phát điên, năm nào chị cũng mua đồ chơi để chờ được đón con về. Chị Nhường cũng cho biết thêm, chị cũng đã nhờ luật sư vào cuộc để tìm sự trợ giúp, hy vọng sớm có tin về Hoàng. Chỉ mong một ngày không xa, hai mẹ con sẽ được đoàn tụ. Tuy nhiên, 13 năm trôi qua, tung tích về cháu Hoàng vẫn bạc vô âm tín và trở thành một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất tại Việt Nam từng được ghi nhận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.